Xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái chủ đề mới chưa bao giờ mình làm bao giờ cả để nói với các bạn. Thì nếu các bạn thể nhìn ở đây thì cũng đoán được là cái chủ đề gì rồi, đúng không? Đấy, chính là mình sẽ giới thiệu các bạn về trong cái tủ đồ của mình sẽ có những cái quần áo gì mình mặc ở bên Nhật Bản này. Ok, thì ban đầu tiên các bạn thấy ở đây là có hai cái tủ giống nhau y như đúc luôn, từ trên xuống dưới cái nào cũng giống nhau hết. Thì hai tủ này nó cũng có đầy đồ, nó cũng khác nhau ấy, không phải là giống nhau đâu. Thường là bên tay trái này của mình đây, bên tay trái này đấy, thì mình để những cái quần áo mà mình ăn mặc thường xuyên thôi, kiểu người nào cũng mặc nhiều hơn là cái bên phải này thì những cái đồ hiệu, đồ mình sưu tập nhiều hơn. Thì bên này thì cũng mấy cái đồ quần áo kiểu Uniqlo hay là Champions mình để bên này rất là nhiều luôn ấy. Đây là một cái áo mà mình cũng khá rất là thích của Uniqlo trong tủ quần áo của mình, chính là bộ sưu tập của Beauty Uniqlo với lại Dragon Ball. Lần trước mình cũng có làm một cái clip mà để kiểu giới thiệu về cái bộ sưu tập này ấy. Đó, thì cái áo này gọi là của Uniqlo mặc rất là ổn, ok luôn ấy, chất vải nó cũng khá là thích luôn ấy, không dày như kiểu của bếp đâu, nhưng mà cái vải của Uniqlo này thì mình thấy rất là thích luôn ấy. Mùa hè mặc ấy mà giá tiền nó rẻ ấy, thì mình mặc kiểu như là mình đỡ bị sót hơn là những cái quần áo đắt tiền mặc của mình kiểu giữ hơn ấy. Đấy, cái họa tiết đằng sau của cái áo này nhìn này, bạn để xem là nhìn trông rất là chất luôn ấy. Mình phải nói mấy lần từ rất là chất luôn ấy. So với cái giá tiền, áo khác cũng rất là đẹp của Uniqlo mình ở đây đấy. Cái này nhóm mình chưa mặc bao giờ cơ. Đấy chính là cái anh Bounty Hunter này. Đó, cái này mình thấy cũng rất là đẹp luôn ấy. Hồi mới ra cái bộ sưu tập là mình mua áo này với lại một cái áo có cái ông phi công màu đen luôn ấy. Đấy. Size L mình mặc màu trắng thì mình sẽ thường mặc size L, còn mặc màu đen mình mặc size M. Ngoài ra thì trong này mình còn rất là nhiều một cái hoodie luôn ấy. Hoodie bên này là áo ngoài. Đây là một cái hoodie cũng là của Uniqlo luôn. Cái này là Dragon Ball Z này ở đây này. Đó. Áo này mặc cũng rất là thích luôn, hoodie. Và thật sự là của mình thích được cái của Uniqlo ấy là ngon bổ rẻ. Ở đây thì hàng này đắt thì không phải đắt, một cái áo khoảng tầm 1.500 yên, cái áo này khoảng tầm 3.000 yên, gấp đôi cái áo ti kia thôi. Nhưng mà rất là đẹp luôn và chất liệu vải rất là tốt. Mặc này màu đen này thì thỉnh thoảng mình sẽ sợ hơi bị phai thôi, mà thường thì đương nhiên là để trời nắng này hay là giặt nhiều thì chắc chắn nó sẽ bị phai thôi. Một cái áo này mình rất là thích, cái áo này nó có một cái kỷ niệm của mình với lại CDC nhà mình luôn. Thì cái áo này là Adidas đúng không, nhưng mà mình mua vào đúng cái hôm như kiểu là trời nó rất, mình mặc hôm ấy mình mặc rất là ít áo mà lạnh luôn, nó kiểu ốm ấy đấy, thế là sắp ốm đến nơi rồi mà lạnh rút cầm cập luôn. Thế là CDC nhà mình cái là anh mua ngay cho em cái áo này, không anh mặc vào hôm anh chết tươi con đời người bây giờ. Đấy, mặc dù cái áo Adidas này cũng mắc tiền thì có phải rẻ đâu, nhưng mà bà CDC thì anh mua đi, tiền nong không phải vấn đề, anh mà chết ra đấy thì chết. Đấy, thì đây là cái kỷ niệm rất hay về cái áo Adidas này. Đó. Mà Adidas thì đây luôn cái chất vải, cái áo này thì đắt hơn anh Uniqlo nhiều nhá, nhưng mà mặc thì mình thấy cảm tưởng cũng giống nhau thôi, không có khác nhau nhiều. Hay, thì đây là một cái áo khác, cái áo này là cái áo hoodie này. Hoodie này thì cái này là của Champion này. Đấy, mình có mấy cái của Champion rồi, thì đây là một áo hoodie của Champion. Mà cái áo này chán ghê cơ, mà nó nhìn hơi kiểu hơi bị bạc màu luôn ấy. Ở Nhật Bản này đây là một cái áo mà biểu tượng của sự mặc nhiều xong rồi nó sẽ bị bạc màu này. Cái áo này mặc mình cũng khá là ưng ấy, nhưng mà nó chỉ bị kiểu bạc màu ấy thôi này. Đó, chán ghê cơ. Đá của Nhật mà mình mua về mà mình giặt thế các thứ không đúng cách hay là mình phơi ấy, nhiều khi nhá mình cứ để kiểu giặt xong rồi để trong tủ này không mua nó cũng phai màu, chẳng hiểu sao. Đấy, nói chung đây là cái bên
bộ mấy bộ quần áo mà mình mặc kiểu rất là thông dụng bình thường thôi, chắc là mọi người thì cũng không có thấy cái gì đây bên này đặc biệt gì cả. Đó. Nhưng mà đấy, đóng bên này lại cả, đấy, đóng bên này lại cả, chuyển sang bên này. Bên này thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái nó thú vị hơn nhiều rồi. À đây, đều có một cái túi mình toàn thỉnh thoảng treo mấy cái đồ quần áo của mình mà mình kiểu hay mặc hay mình gì mình để trong ngoài cái túi này. Trong này nó cũng nhiều đồ ấy. Thì trong cái túi này nó cũng có mấy cái áo đấy. Xem nào. Cái áo này cũng một cái áo mình rất là thích, đó chính là cái áo của hãng Gu. Đó, mà đợt này là cái đợt của năm của thành lập 50 năm kỷ niệm Doraemon, không phải là thành lập 50 năm kỷ niệm Doraemon. Nên là một cái áo rất là hay, mà Gu thì cũng giống như kiểu Uniqlo ấy, mà nó còn rẻ hơn rất là nhiều luôn ấy. Cái đây là một cái áo này thì mắc tiền hơn là cái áo khác một tí. Chính là một cái áo của Guess. Guess thì mặc thì cũng được, thời trang này của Mỹ cũng ở mới chứ không phải là hơi đình đám, mà cũng không phải đình đám lắm, nên mình thấy một cái áo này mặc trông cũng khá là nổi, tương đối đẹp, nên là mình cũng đã mua. Mà mình mua cái áo này đợt may thế là còn được sale nữa. Ở Nhật Bản thì nếu mà sale mà có cơ hội thì mình cũng phải mua thôi. Ngoài ra còn có mấy cái áo khác nữa, hình như mình còn một cái áo kết màu trắng. Cái áo này thì cái chất liệu vải của nó giờ nó dày hơn hẳn cái áo kia, áo đen này chất liệu vải kẹp. Thì đằng sau đây có cái mác này nhìn trông nó cũng kiểu xịn hơn này. Đó, mà cái in của nó thì cũng xịn hơn nữa. Còn cái mác kia kiểu in bình thường mà mình mua cùng một ngày luôn đấy nhá. Cái một trắng và cái một đen. Cái nó là cái ở trong cái túi ép này, bên trong đây. Trong này nó có kiểu càng ngày càng đỗ đô càng cao lên tí rồi. Cái thì mình có rất là nhiều những cái áo bếp luôn ấy. Nhưng mà đây là một cái này có một cái kỷ niệm. Đây là cái áo đầu tiên, bếp đầu tiên của mình mua. Cái áo này là của bếp với lại Aliens. Trong cái đợt collab đấy mình đi, mình xếp hàng đầu tiên là mình biết được cái cảm nhận là mua bếp ở Nhật Bản nó như thế nào luôn ấy. Yep. Cái bếp thì vải chất lượng hay các thứ thì mình nghĩ là cái vải nó dày hơn của Uniqlo khá là nhiều luôn này. Đó, về chất lượng in ở đây nó cũng khá là ổn luôn ấy, không bị bong ra nhiều đâu. Bây giờ nó chỉ mỗi tội hơi cháo lòng thôi, tại vì mình mặc nhiều ấy. Đấy, thế thôi. Nhưng mà cái áo này cũng là một trong cái áo mà kỷ niệm mình thấy rất là thích. Mình mua rất là nhiều bếp luôn, nhưng mà đây là một trong những cái áo mà mình vẫn nhớ ngày xưa mình mua như thế nào luôn ấy. Đấy. Sau tiếp theo đây là một cái áo mà mình nghĩ là kỷ niệm này là cũng một kỷ niệm mà hơi bị bùn. Ok, đây là một cái áo cũng của bếp, nhưng cái áo này thì khác cái áo vừa rồi. Con này là con shark, con kia là con bếp ấy, con khỉ. Đấy, mình là người rất là Đức, toàn là khỉ khiếc. Hay thật, con này cũng rất là đầu gấu ấy, nhìn kiểu gấu á. Thật ra mình rất hiền lành, mình có gấu ấy đâu, nhưng mặc áo ấy, nhìn trông con shark này trông ghê rợn không ấy. Hay là đây là con này là con ép, con khỉ này. Con ép này là con của bếp, nhưng mà mình thích mặc cả hai luôn ấy. Ép thì nó mặc quần áo rẻ hơn của bếp mà. Thật ra nhìn mặc cũng rất là đẹp, nó cùng một hãng, Abating Ép cả mà. Đấy, nhưng mà cái áo này thì kỷ niệm buồn là tại sao cái áo này mình mua nó lại to hơn cái size mà mình mặc, buồn thế. Cái này là size L, thành ra nhiều khi mình mặc cái áo này vào ấy nó nhìn nó không được kiểu đẹp cho lắm ấy, mình cũng hơi bực mình ấy. Đấy, mặc ngày thường mình mặc bên trong thôi, không nhìn ở ngoài mình mặc không đẹp, nhìn hơi buồn mà nó đắt nữa chứ. Đấy, kiểu mua quần áo đắt tiền mà về mặc không đẹp, các bạn hiểu cảm giác không? Bực mình lắm. Ôi, một cái của bếp nữa thôi nhá. Ok, rồi. Cái này thì rất là đương nhiên là hoành tráng rồi, bạn nào mà đấy, bếp thì cái này cũng sẽ biết rất là nhiều, chính là cái hoodie full zip của bếp. Cái này cũng kiểu nhìn này thì các bạn có thể mua được khá là nhiều ở Nhật này thôi. Nó không, cái này thì thật ra mà không cần phải xếp hàng nhiều ấy. Đấy, nhưng mà cái này có một cái hay là cái đợt đấy bạn gái mình sang bên Nhật Bản, CDC sang bên Nhật Bản đấy chơi, đấy là hai đứa mới mua cái áo này, đấy là kỷ niệm chuyến đi ở Nhật Bản. Thì cái áo này cũng mình rất là hay luôn này, nhưng mà một cái kỷ niệm buồn cái áo này là thường là cái đồ đắt tiền này là giặt thì cái áo này nhá, giặt thì nó sẽ đặc biệt hơn những cái áo khác ấy.
giặt thì không thể nào mà giặt bằng máy được ấy, nhưng mà mẹ của mình lúc mà mình về Việt Nam, mẹ mình cho luôn vào giặt bằng máy, thế là nhìn trông bây giờ nó hơi bị tả tơi một tí, cũng hơi đau lòng. Nhưng mà ra mẹ mình đã có ý tốt cho mình là kiểu giặt đồ hộ mình rồi gì nữa, mà bây giờ chẳng lẽ ngoài mẹ ơi mẹ destroy, mẹ phá hủy cái áo này của con mất tiêu ơi, bùm bùm bùm. Đấy là một số cái của bếp nhá, giờ mình sẽ sang cái của ép đi, ép đi. Cái này của ép mình cũng thấy cái này khá là hay đặc biệt này, mình cũng nhiều của bếp ép, mình chắc là mình sẽ giới thiệu với cái nào mà nó kiểu là hay đặc biệt thôi. Thì cái này ấy, hay một cái là đây, mặt này là nhìn thấy hình con ép này đúng không, nhưng mà cái áo này khi mà các bạn lộn lại mặc bên trong này, đấy, lộn ngược lại, ngược ra mặt như thế này, kiểu mặc trái mặt đấy, mặc trái của nó thì nó lại thành một cái áo khác. Ok đấy, đấy cũng có con ép ở đây, nhưng mà cái này là dàn di luôn nhá, cái này là dàn di của ép, dàn di của ép khác dàn di của bếp, nhìn trông cũng có vẻ khá là ok đúng không, nhìn vẫn ok đúng không. Đây, xong rồi nó có một cái mác ở dưới này đây, size M. Thì cái áo này là cái áo mình thấy rất là đặc biệt của ép luôn đấy. Của ép này nó hay có cái kiểu là như kiểu là mặc mà lộn ngược lại cái áo mà vẫn mặc được nhé. Đấy, thì coi như như kiểu là mình dành khoảng tầm 6.000 mình mua cái áo này đi, giả dụ mình mua 6.000 cái áo này đi thì mình không phải được một cái mà mình được tận hai cái. Sự lựa chọn mua rất chính xác. Mà cái hay ấy, cái nó độc ấy, là cái chỗ đấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến một cái loại áo khác luôn này. Cái áo này cũng là một cái áo kỷ niệm buồn của mình luôn. Cái áo mà, cái hồi mà mình mới sang Nhật Bản ấy thì lúc ấy mình béo. Nhưng mà qua được một khoảng thời gian rồi thì mình lại gầy. Xong rồi cuối cùng ấy, hồi mình gầy thì mình mua cái áo này. Thì xong bây giờ mình bắt đầu mình lại hơi ăn nhiều vào lại béo. Mà béo mặc cái áo này nó lại không vừa nữa. Hồi cái size này mình mua, hồi không hiểu làm sao mình mua cái size này, áo này mà mình mua size S xì mới chết nhá. Cái áo Stussy này nhìn trông rất là basic này, mà không hiểu sao nhá, ông Stussy ấy, áo ông toàn làm từ toàn từ Mexico thôi. Còn mấy cái áo bếp bổng này làm mà made in China hơi nhiều ấy. Hay là Nhật thì mình thấy rất là ít mấy cái áo làm từ Nhật luôn ấy. Mấy áo Uniqlo tiện thể luôn, thằng làm từ Việt Nam. Ok, thì đây là một cái áo này cũng rất là hay đặc biệt luôn này. Đó, đây là một cái áo Stussy. Stussy thì cũng là giống cái vừa rồi, mà cái vừa rồi là phiên bản bình thường, còn cái áo này không phải phiên bản, không phải bình thường. Phiên bản này nó có kết hợp với lại của một cái hãng khác. Cái này đây các bạn nhìn đây. Đầu lâu xương chéo. Đố các bạn đây là hãng gì? Đó, cái đặc biệt của nó chính là cái áo này nó ở chỗ đấy. Stussy và collab với lại một cái hãng khác nữa. Đồ đặc biệt cái áo này, nhưng mà đấy các bạn mình đây, một cái như kiểu để mình nói chuyện với mọi người, câu hỏi mọi người đi. Đó, cái áo Stussy này nó được collab với lại một cái hãng gì đó khác. Ok, đấy là hãng Stussy. Ok, xong Stussy thì Stussy nó có một người đàn anh, không phải đàn anh mà đàn em, nhưng mà nó lại đình đám và nó có khét tiếng, nó kêu to hơn rất là nhiều. Stussy này cũng bắt đầu bằng chữ S. Các bạn đã biết là hãng gì chưa? Ok, đó chính là chiếc áo của Supreme. Supreme thì cái áo này đây là cũng là một trong những cái bộ sưu tập mà cũng mới gần đây của Supreme thôi. Mà dạo này gần đây thì mua Supreme cũng có vẻ khá khó, tại vì nó không bán ngoài cửa hàng nữa ấy. Cái này cùng ra cùng với lại cái đợt bán áo mưa này. Đấy cũng là một cái ra bộ đầu tiên của cái bộ sưu tập mùa xuân lần này luôn mới. Đó, mà áo Supreme thì nếu mà nói về chất lượng nhé, thì mình cảm thấy cái áo này so với giá tiền của bếp thì cái này áo này nó rẻ hơn. Nhưng mà cái loại vải của áo này ấy, sờ vào ấy, nó không thực sự là kiểu thích bằng cái áo vải của bếp đâu. Hình thù của Supreme thì bao giờ các bạn biết, đây là một cái photo, một cái hình ảnh photo thi thôi, nó không có giống như kiểu là của Supreme nó sẽ có con bếp kia nhiều. Thì thực sự cái áo này nếu mà mua thì những cái người nào mà như kiểu là để sưu tập, bộ sưu tập của người ta ấy, thì người ta mới mua những cái áo của Supreme thôi. Rất là thích Supreme, bán rất là chạy luôn ấy, chạy hơn của bếp rất là nhiều, kiểu vừa mới bán ra một cái thôi là vèo một cái là hết. Cái áo này công nhận mình may may mới mua được, không phải mình không mua hàng của
reseller mình mình mua vào kiểu vào trong store rồi mình mới mua cái áo này đấy, cái đấy là một cái mình thấy hay. Và vừa rồi cũng là sương sương qua bộ sưu tập mà quần áo của mình nó còn mấy cái bếp nữa, mấy cái ép nữa. Mình thực sự mình mua bếp và mua ép rất là nhiều luôn ấy. Cái áo này bản thân của nó cũng là một trong cái bộ sưu tập mà summer bag ấy, thì mình mua cái áo này cộng thêm với lại những cái đồ phụ kiện của cái áo này nữa, có cả cái kính râm này, xong rồi cái dép và cái túi nữa. Mình mua bếp cũng thế nữa, có cả cái quần của bếp nữa mình mua, mà như kiểu mình không sao có thể tiết kiệm hóa được cái chi phí mua hàng của mình như này. Tại vì mình ở bên Nhật Bản này cũng được một cái là có điều kiện hơn mọi người ở Việt Nam, là mình đi làm xong rồi cái mức tiền của mình thu nhập ở bên này ấy, cũng cao ấy, cho nên là mình có thể chi trả được một cái áo này, một cái áo mà mọi người phải tưởng tượng xem khoảng tầm 1,5 triệu này, hay là 2 triệu này, hay là có cái tận 6 triệu này. Thì nếu mà mình kiểu mình không dư giả tiền thì cũng khó mà mua, đúng không? Ở Việt Nam ấy, mấy cái áo mà như kiểu của Nike hay là Adidas đấy mà mình mua mặc ở Việt Nam mà còn là hàng như kiểu là hàng hàng fake loại 1 này, fake loại 2 này, có mấy chục nghìn thôi. Thì sang bên Nhật Bản này thì mình được trải nghiệm một cái không khí khác để mặc quần áo ấy. Mình mua quần áo mà của đúng hàng hiệu như này, của đúng hiệu như này ấy. Thật ra đây là một cách mà như kiểu mình tôn trọng, mình ủng hộ, mình thích cái mặc cái áo đúng của người ta luôn ấy. Kiểu là cái này ở bên Nhật Bản thì nó khác cái ở bên Việt Nam, là thường người ta sẽ bảo vệ những cái bản quyền, cái chính thống của người ta mà không để nó ăn cắp bản quyền ấy. Đấy, là nếu mà ăn cắp bản quyền này thì như kiểu là những cái người mà ta làm này ra người ta không không được cái gì nhiều cả. Đấy, thì người ta bán quần áo này là mới có giá trị, và những cái nhà designer ấy người ta mới có thể có tiền sống được, kiếm sống được một cái áo này. Thì mình mặc cái áo này không phải chỉ nó đẹp, mà nhiều lúc mọi người nghĩ là mình mặc cái tôi mặc cái áo này là vì nó đắt tiền đấy, kiểu kiểu như thế. Mình thì mình thích mặc cái áo mà ngon bổ rẻ nhiều hơn thôi, không phải là hẳn là kiểu siêu quá là rẻ, nhưng mà đẹp chính là phải đẹp nữa chứ, mặc mà không đẹp thì vứt. Ok, đó là một số cái bộ sưu tập mà ý kiến của mình ở trong cái vlog lần này, thì mình cũng thấy đây là một cái cũng rất là hay, và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái vlog của mình hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong vlog lần tới. We'll be right back.